Mỹ cực kỳ quan ngại việc Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam ở Biển Đông. Trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Osgood ngày 6 tháng 4 đăng một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ kèm dòng chú thích: Mỹ lên án thông tin về việc Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam vào ngày 2 tháng 4. Thật đáng sợ khi Trung Quốc đang lợi dụng sự tập trung của thế giới vào đại dịch toàn cầu để áp đặt các tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Thông điệp đính kèm trên dòng trạng thái của bà Osgood là ảnh chụp một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đề ngày 6 tháng 4. Tuyên bố này khẳng định Mỹ cực kỳ quan ngại về những tin tức liên quan tới vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Trong tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng vụ việc đâm chìm tàu Quảng Ngãi nằm trong số một loạt các hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền phi pháp cũng như gây bất lợi cho các quốc gia Đông Nam Á, láng giềng ở Biển Đông. Phía Mỹ cũng đưa vào ngoặc kép cụm từ trạm nghiên cứu, mà Trung Quốc nói vừa xây dựng trên các căn cứ quân sự đặt ở đá chữ thập và đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hãng tin Reuters cho biết trong tuyên bố này, Mỹ đồng thời kêu gọi Trung Quốc thay vì làm như thế, hãy tập trung cho các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại đại dịch do virus corona gây ra, COVID-19. Như thông tin trước đó, trong thông cáo tối 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam có phản hồi về thông tin tàu cá QNG 90.617 tiến sĩ cùng 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Việt Nam trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc, đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi nêu trên. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tàu cá QNG 90.617 tiến sĩ và 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế bà nói rằng hành động trên của tàu công vụ trung quốc đã xâm phạm chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa gây thiệt hại về tài sản đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân việt nam đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông theo bà Thu Hằng, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, đến ngày 3 tháng 4, 8 ngư dân Việt Nam trên tàu QNG 90.617 tiến sĩ đã được tiếp nhận an toàn.